Tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua, chiến trường Đông Âu vẫn chìm trong mưa pháo kích. Ukraine tố Nga thực hiện cuộc tấn công tồi tệ nhất mà nhân loại từng chứng kiến vào lưới điện đất nước, tình hình cụ thể thế nào? Ở phía ngược lại, Moscow cáo buộc Kiev đuôi dẫn với mạng sống người dân, liên tiếp tấn công nhà máy điện Zaporizhia. Trong khi đó, Nga và Ukraine giao tranh dữ dội tại khu vực phía đông Donetsk. Phát tân Nga khẳng định thành phố Bakhmut sẽ nằm trong vòng vây của lực lượng Moscow. Liên quan đến vụ tấn công ba căn cứ không quân của Moscow trong những ngày qua, Cố vấn Quốc phòng Ukraine tiết lộ kế hoạch mới nhằm vào lãnh thổ Nga thực hư ra sao. Giữa lúc đó, Tổng thống Putin cảnh báo nguy cơ xung đột hạt nhân bị phản ứng thế nào. Ở một diễn biến khác, liệu cuộc xung đột Đông Âu có đang tác động đến suy nghĩ của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan? Cùng nhiều tin tức xã hội đặc chú ý khác, mời quý vị đến với Toàn cảnh quốc tế ngay sau đây. vị đang theo dõi chương trình toàn cảnh quốc tế, mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại bức tranh thế giới trong 24 giờ qua với nhiều tin tức thời sự quân sự an ninh xã hội đáng chú ý. Mở đầu chương trình là những cập nhật mới nhất liên quan đến chợ lửa Đông Âu. Kính thưa quý vị, kể từ đầu tháng 10, Nga đã tấn công dồn dập các cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine như một đòn đáp trả vụ nổ cầu Crimea. Mới đây, giới chức Ukraine cho biết mạng lưới điện nước này đã tiếp tục hứng chịu hơn 1.000 tên lửa và đạn pháo từ Nga. Tình hình thiệt hại cụ thể như thế nào? Cục diện xung đột hiện nay ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi tiếp theo ngay sau đây. Interfax dẫn lời ông Volodymyr Kostytskyi, giám đốc điều hành công ty điện lực nhà nước Ukraine nói trong cuộc họp do ngân hàng tái thiết và phát triển châu Âu hôm 7 tháng 12 cho biết, nga đã nã hơn 1.000 tên lửa và các loại đạn pháo vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, trong đó gồm đường dây điện và các trạm biến áp. Đây là cuộc tấn công nhằm vào mạng lưới điện tồi tệ nhất mà nhân loại từng chứng kiến. Theo ông Kostytskyi, hệ thống năng lượng của Ukraine đã bị hư hại nặng sau các đoàn tập kích, dẫn đến các đợt cắt điện khẩn cấp và luân phiên ở khắp nước này. Tuy nhiên, vị quan chức khẳng định. Lưới điện của chúng tôi vẫn hoạt động, không bị cắt kết nối. Tuần trước công ty điện lực gia nước Ukraine cho biết, họ đang làm việc với ngân hàng tái thiết và phát triển châu Âu về khoản vay trị giá 300 triệu euro để khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại và ổn định kinh tế đất nước. Giữa lúc đó, thành phố Donetsk ở miền đông Ukraine hiện vẫn là một trong những vùng chiến địa khốc liệt nhất tại chiến trường Đông Âu. Trong diễn biến mới đây, vào ngày hôm nay, 8 tháng 12, hai bên lực lượng Moscow và Kiev tiếp tục tố cáo nhau, phó kích dữ dội tại khu vực này. Thông tin do TASS đăng tải. Theo TASS, Velikai thân Nga ở Donetsk hôm nay, ngày 8 tháng 12 cho rằng, binh sĩ Ukraine đã bắn pháo từ hệ thống HIMARS do Mỹ viện trợ, tấn công vào làng Siyatel. Hiện TASS chưa cập nhật thương vong trong vụ việc về phía ukraine tổng thống zelensky cho biết ít nhất 10 người thiệt mạng trong ngày 7 tháng 12 khi nga tập kích vào thị trấn kurakhov ở donetsk ông nói thêm bốn cảnh sát đã tử vong do trúng miền của nga ở tỉnh miền nam Kherson. tổng thống zelensky mô tả hôm 7 tháng 12 là một ngày dài và khó khăn ông nói quân nga tấn công rất mạnh không ngừng oanh kích vào thành phố kurakhov ở donetsk các khu chợ trạm xăng trạm xe buýt tòa nhà chung cư cũng không tránh khỏi trận mưa tên lửa Ông Zelensky phát biểu trong video công bố tối 7 tháng 12, hiến báo cáo của các bên về tình hình giao tranh chưa thể kiểm chứng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng một lần nữa khẳng định giao tranh đang bùng nổ dữ dội nhất tại thành phố Bakhmut, một thành phố chiến lược ở phía đông vùng Donetsk. Nơi đây đang được coi là khu vực ác liệt nhất của cuộc xung đột tại Ukraine trong khoảng thời gian vừa qua. Theo Reuters, trong một thông báo mới đây, quân nhân của lữ đoàn tấn công miền núi số 4 của chính quyền Kiev cho biết, Nga đang ngày càng tăng cường các cuộc tấn công ở khu vực này. Chỉ huy một đơn vị lữ đoàn mang biệt danh Bandera nói với Reuters rằng không quân Nga đang tích cực tấn công bằng tên lửa vào khu vực này, kèm theo đó là tiến hành trinh sát trên không. Cả ngày hôm qua, các căn cứ của chúng tôi đã bị phó kích bằng máy bay không người lái của Nga. Người này cũng cho biết, binh sĩ của các lữ đoàn Ukraine sử dụng bệ phóng tên lửa đa năng tấn công lại vào các vị trí của quân Nga trên khắp các chuyến tuyến. Theo Reuters, thành phố Bakhmut đang là tâm điểm của các cuộc tấn công không ngừng của Nga trong nhiều tháng, khi Moscow cố gắng kiểm soát các con đường quan trọng dẫn về phía Bắc và phía Tây của thành phố. Các chuyên gia quân sự cho rằng, Nga đang lên kế hoạch bao vây Bakhmut, bởi nếu kiểm soát được thành phố này sẽ cho phép Nga tấn công và đe dọa Kramatorsk và Slovyansk ở khu vực Donetsk. Sĩ quan thuộc lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Lugas tự xưng Andrei Marocco vào hôm 7 tháng 12 vừa qua cũng khẳng định rằng có hoạt động quân sự ở khu vực Bakhmut đang diễn ra theo kế hoạch. Dân dân thành phố này sẽ nằm trong vòng vây của lực lượng Nga, theo trang Ria Novosti đưa tin. Cụ thể, ông Morocco đã nói trên sóng truyền hình Russia 24 rằng tình hình đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Lực lượng đã tấn công thành công ở vùng lân cận Bắc Bút, đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và lực lượng vũ trang Nga đang hoạt động tích cực ở nơi này thành phố Bakhmut đang dần trở thành lòng chảo. Tại biên giới phía Bắc cũng đạt được nhiều bước tiến. Theo ông, Ukraine đã nhìn thấy được điều này và đang cố gắng ngăn chặn Nga bao vây toàn thành phố. Thành phố Bakhmut nằm trong khu vực của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng do Ukraine kiểm soát và là đầu mối giao thông quan trọng, tiếp viện cho quân đội Ukraine ở Donbass, một mạng lưới đường bộ và đường sắt đi qua thành phố này. Hiện tại, trận chiến giữa hai lực lượng Nga và Ukraine tại nơi đây đang diễn ra vô cùng ác liệt. Trong khi đó, theo hãng tin Interfax, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh tác chiến miền Nam Ukraine, bà Natalia Humaniuk hôm 7 tháng 12 đã nói rằng lực lượng Nga đang xây dựng các tuyến phòng thủ ở miền Nam và cố gắng tiếp thêm sức mạnh cho các đơn vị của mình. Bà cho biết tình hình khó khăn nhất đang diễn ra ở miền đông đất nước. Còn ở miền nam, lực lượng Nga đang xây dựng các tuyến phòng thủ bởi họ hiểu sự cần thiết trong việc này. Họ đã thấy được chiến thuật hướng tới Kharkiv của chúng ta vào thời điểm đó, cũng như chiến thuật giải phóng bờ Tây Họ nhận ra rằng Dnipro là dòng sông của ta và không thể ngăn cản được ta. Bà Humeniot đã nói rằng lực lượng Ukraine đang gặp phải một số khó khăn nhất định, bao gồm cả những khó khăn do thời tiết gây ra. Tuy nhiên, lực lượng cho biết họ có cách để tận dụng những điều này bà humanius nói thêm đối với lực lượng ở miền nam nga đang cố gắng thành lập các đơn vị mạnh hơn và gửi lực lượng đến những khu vực đang là điểm nóng họ có đủ nhân sự để phân phối lực lượng khi tận dụng những binh lính vừa mới được huy động những người chỉ vừa được đào tạo trong khoảng một tháng đồng thời lực lượng nga cũng nhận ra rằng việc cử các binh lính này là một bước đi rất mạo hiểm và đang cố gắng sử dụng khoảng thời gian ổn định này để tiếp tục luyện binh Thưa quý vị, Nga và Ukraine tiếp tục tranh cãi về tình hình tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Theo hãng tin Sputnik News, dẫn lời phát ngôn viên của Nga tại Liên Hợp Quốc Natalia Kamazinskaya hôm 7 tháng 12 gây gắt cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Và đây là hành động đùa giỡn với mạng sống của người dân đất nước cũng như người dân châu Âu. Phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, bà Kama nói rằng quân đội Ukraine đã phó kích liên tục vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, đặc biệt là vào ngày 19-20 tháng 11, làm dấy lên lo ngại về sự cố hạt nhân tại khu vực này. Bên cạnh đó, nữ phát ngôn viên cho biết, Moscow đã nỗ lực để đảm bảo an ninh cho phái bộ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA trong chuyến thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hôm 1 tháng 9 trước những hành động khiêu khích của chính quyền Kiev. Hãng tin Sputnik News đồng thời dẫn lời bà Kama Zinkaya nhấn mạnh rằng Nga ủng hộ việc thiết lập một khu vực an ninh xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Về nguyên tắc, chúng tôi ủng hộ sáng kiến này, nhưng cần phải thống nhất về các thông số của khu vực này để không làm suy yếu khả năng bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và làm tăng thêm mối đe dọa tấn công cực đoan, nữ phát ngôn viên nói. Hồi tháng trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin nói với Smunik rằng cần phải thiết lập vùng an toàn xung quanh nhà máy điện hạt dân Zaporizhia càng sớm càng tốt và Moscow đang liên hệ với IAEA để thúc đẩy quá trình này. Nằm ở tả ngạn sông Dnipro, Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu về số lượng tổ máy và sản lượng. Kể từ khi Nga kiểm soát khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt Ukraine hồi cuối tháng 2, cơ sở này đã hứng chịu nhiều đợt pháo kích. Cả Kiev và Moscow đều cáo buộc lẫn nhau chịu trách nhiệm về các vụ tấn công và gây ra mối đe dọa tai nạn hạt nhân. Đáng chú ý, theo tờ Financial Times, hôm 7 tháng 12 dẫn lời cố vấn quốc phòng giữ tên của Ukraine cho biết lực lượng nước này có thể sẽ tấn công các mục tiêu khác ở Nga, bao gồm cả căn cứ ở Siberia. Thông tin được đưa ra giữa lúc Moscow tiếp tục cáo buộc Ukraine gây ra vụ tấn công ở ba căn cứ quân sự nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga vào hôm 5 và 6 tháng 12 vừa qua. Theo vị cố vấn, những cuộc tấn công bằng máy bay, bay không người lái như vậy tuy không giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột, nhưng có thể tạo ra các hoạt động nhằm gây ảnh hưởng trên lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, tờ Financial Times cũng đưa ra nhận định của mình rằng phương Tây sẽ không ủng hộ những hành động như thế. Cụ tin này cũng nói rằng máy bay không người lái mà cố vấn giấu tên đang nói đến là một sáng kiến chung giữa chính phủ và tập đoàn tư nhân. Chúng không phải là máy bay của công ty Ukroboronprom hay máy bay không người lái cải tiến của liên xô. Một kỹ sư người Ukraine tham gia chế tạo máy bay không người lái cho lực lượng vũ trang Ukraine cho biết những chiếc máy bay tấn công các sân bay của Nga có thể bay với tốc độ gần bằng tốc độ âm thanh. Đồng thời cần có nhiều thời gian để sản xuất các thiết bị như vậy. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục đưa ra nhận định liên quan đến vụ việc. Theo đó, một quan chức Mỹ khẳng định rằng nước này không tạo điều kiện cho Ukraine tấn công ra ngoài biên giới của mình. Tuy nhiên, Mỹ cũng không ngăn Ukraine phát triển khả năng có thể nhắm mục tiêu trong lãnh thổ Nga, theo đài CNN hôm 7 tháng 12 đưa tin. Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Los Austin cho biết, Mỹ không ngăn Ukraine phát triển khả năng tấn công tầm xa. Washington không làm việc để ngăn Kiev phát triển năng lực của chính họ. Bình luận của ông được đưa ra sau khi một quan chức hàng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 6 tháng 12 cho rằng Ukraine có thể đứng sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào hai căn cứ của Nga. Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland nói với CNN rằng không ai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng UAV, nhưng bà nhấn mạnh người dân Ukraine rất sáng tạo. Họ đang chế tạo máy bay không người lái trên không và trên biển của riêng mình. Những thứ đó cực kỳ hiệu quả. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ông Ned Price tuyên bố Mỹ không cho phép hay khuyến khích Ukraine thực hiện tấn công bên ngoài biên giới. Cụ thể, ông Price đã nói rằng, chúng tôi không tạo điều kiện cho Ukraine tấn công ra ngoài biên giới của mình. Chúng tôi cũng không khuyến khích việc này. Mọi việc chúng tôi và cả thế giới đang làm là ủng hộ nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng, vẫn chưa có xác nhận nào về việc Ukraine đã thực hiện các cuộc không kích. Ông Price cũng cho biết, Mỹ không cung cấp cho Ukraine vũ khí để nước này sử dụng trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Thưa quý vị, cuộc tấn công vào ba căn cứ không quân Nga trong những ngày qua dường như đang đẩy cuộc xung đột Đông Âu lên một nấc thang căng thẳng mới. Hôm 7 tháng 12, hãng tin Bloomberg cho biết rằng, tuy các cuộc tấn công vượt biên giới Ukraine trong tuần này chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng, nhưng việc Kiev đang sẵn sàng gây chiến với Moscow có thể khiến các nước đồng minh lo lắng. Tại sao như vậy? Mời quý vị tiếp tục theo dõi các cuộc tấn công vào ba sân bay bao gồm những sân bay chứa các máy bay mà nga dùng trong các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng ukraine đã thúc đẩy tinh thần của quân đội nước này. tuy nhiên, theo Bloomberg, sự cảm thông của mỹ và châu âu đối với ukraine trong các cuộc không kích này lại đi đôi với sự lo lắng về nguy cơ xung đột hạt nhân nếu các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ nga tiếp tục xảy ra. điều đó cũng khiến phương tây phải miễn cưỡng khuyến khích kiev thậm chí các nước này sẽ viện trợ lại ít những vũ khí có tầm bắn sâu rộng có thể tấn công vào lãnh thổ nga. theo Bloomberg, chính quyền tổng thống mỹ joe biden đã cung cấp cho cho Ukraine các loại vũ khí ngày càng tinh vi, bao gồm hệ thống tên lửa phóng đa nòng HIMARS. Các quan chức Mỹ đã không đồng ý chuyển giao hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội ATACMS theo yêu cầu của Ukraine vì tầm bắn của hệ thống này có thể tấn công vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Theo thông báo từ văn phòng tổng thống, ông Zelensky đã gặp các chỉ huy quân đội hàng đầu của Ukraine vào hôm 7 tháng 12 vừa qua để thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho lực lượng Ukraine và các bước tiếp theo để giảm khả năng chiến đấu của quân đội Nga. Trong khi đó, vũ khí hủy diệt một lần nữa được đề cập. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức lên tiếng cảnh báo rằng mới đe dọa về cuộc xung đột hạt nhân đang gia tăng trên thế giới. Song nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định, Moscow chỉ coi vũ khí hạt nhân như một phương tiện nhằm đáp trả các hành động đe dọa đến chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ, thay vì dùng để khiêu khích trước, theo Reuters đưa tin. Reuters trích lời phát biểu của ông Putin trong cuộc họp thường niên với Hội đồng Nhân quyền hôm 7 tháng 12 cho rằng khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân đã tăng lên, thật sự sai trái khi che giấu điều đó. Theo nhà lãnh đạo Nga, nước này sở hữu kho vũ khí tiên tiến và hiện đại bậc nhất thế giới, nhưng sẽ không đổi điên. Chúng tôi hiểu rõ vũ khí hạt nhân là gì, và chúng tôi không chạy khắp thế giới để vung thứ vũ khí như con dao sắc nhọn này, Tổng thống Putin nhấn mạnh. Thế nhưng, ông chủ điện Kremlin cũng khẳng định, Moscow sẽ bảo vệ lãnh thổ và các đồng minh bằng tất cả phương tiện sẵn có. Đồng thời, cáo buộc Mỹ đang triển triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở các quốc gia khác. Ngay lập tức, phía Mỹ đã lên tiếng đáp trả. Theo đó, hãng tin France 24 của Pháp dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tại buổi họp báo hôm 7 tháng 12 cho rằng đây chỉ là lời nói suông. Đồng thời, ông Price nhấn mạnh bất kỳ sự đề cập nào đều làm dấy lên nỗi lo sợ về một sự cố hạt nhân tiềm tàng và là hành động vô trách nhiệm. Khi được hỏi về phát biểu mới nhất của Tổng thống Putin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã trả lời rằng Chúng tôi tin bất kỳ sự đề cập nào, dù là đe dọa hay chỉ đơn thuần là lời nói làm dấy lên nỗi e sợ về việc vũ khí hạt nhân đều là vô trách nhiệm. Đây là hành động nguy hiểm, đi ngược lại tinh thần không phổ biến hạt nhân từ sau chiến tranh lạnh vì ngoại giao bổ sung. Gần đây, giới chức Mỹ đã bày tỏ lo ngại về khả năng ga sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường Ukraine và sẽ dựng lên một câu chuyện nào đó để làm cái cớ cho hành động này. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ FAS, Nga đang sở hữu 5.977 đầu đạn hạt nhân nhiều nhất thế giới, trong đó 1.500 đầu đạn đã không còn biên chế sử dụng. Xếp thứ hai là Mỹ với 5.428 đầu đạn hạt nhân, Moscow và Washington chiếm 90% tổng số đầu đạn hạt nhân trên thế giới. Thưa quý vị, quan hệ Mỹ-Nga đã rớt xuống mức thấp nhất kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng nổ. Trong một diễn biến mới đây nhất, Điện Kremlin hôm 7 tháng 12 cho rằng, vì các nhà lập pháp Mỹ nhất trí cung cấp ít nhất 800 triệu đô la Mỹ cho Ukraine nhằm hỗ trợ thêm an ninh cho nước này trong năm tới là hành động đối đầu với Nga. Thông tin do Reuters đăng tải. Trả lời phóng viên qua điện thoại, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov nói rằng văn kiện được thông qua có tính chất cực kỳ đối đầu liên quan đến đất nước chúng tôi. Trước đó, dự thảo đạo luật ủy quyền quốc phòng Mỹ NDAA tài khóa 2023 công bố ngày 6 tháng 12 cho biết Mỹ sẽ chi ít nhất 800 triệu đô la Mỹ cho sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine tăng 500 triệu đô la Mỹ so với mức đề xuất trước đó của Tổng thống Joe Biden. Dự luật tạm thời dỡ bỏ một số hạn chế đối với hợp đồng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Dự kiến dự thảo NDAA tài khóa 2023 sẽ được Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua trong tháng này, sau đó sẽ được chuyển lên Nhà Trắng để ký ban hành luật. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây tiếp tục được đưa ra thảo luận. Theo TASS mới đây đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng Nga muốn Liên minh châu Âu là một phần bình đẳng trong thế giới đa cực, nhưng EU không được phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ. Tuyên bố được đưa ra tại diễn đàn Primakov Reading hôm 7 tháng 12 vừa qua. Hãng tin TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga cho rằng, tất nhiên chúng tôi muốn EU là một trong những cực của thế giới đa cực. Liên minh này vẫn còn cơ hội cho điều đó. EU sẽ có thể tham gia bình đẳng vào quá trình này khi họ nhận ra họ không cần phải hoàn toàn theo gót Mỹ. Nhà ngoại giao nói thêm, nếu so với EU thì Ấn Độ, Brazil và các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư, các hiệp hội khu vực châu Phi và châu Mỹ Latin có nhiều lý do hơn để trở thành một phần của thế giới đa cực. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, châu Âu có những lợi ích không trùng với lợi ích của Mỹ và châu Âu không thể bảo vệ những lợi ích đó. Theo ông Lavrov, chuyến thăm Washington của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khẳng định điều này. Phát biểu tại diễn đàn Primakov Readings hôm 7 tháng 12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov còn khẳng định rằng Nga sẵn sàng tiến hành một cuộc đối thoại nghiêm túc với các nước phương Tây, nhưng ông nêu ra điều kiện để điều đó xảy ra. Phương Tây đã ngừng hợp tác với chúng tôi, họ đã dựng lên một bức tường. Chúng tôi chỉ đơn giản là giữ liên lạc với những người sẵn sàng đối thoại. Hãng tin TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga nói, theo nhà ngoại giao, Nga sẽ sẵn sàng cho cuộc đối thoại nghiêm túc với Mỹ và châu Âu khi những người có tư duy tiến bộ lên nắm quyền ở đó trong khi chờ đợi đến kỷ nguyên tươi sáng đó chúng tôi luôn sẵn sàng thảo luận với những người bình thường từ cộng đồng chuyên gia ngoại trưởng lavrov nói thêm bên cạnh đó ông nhấn mạnh rằng các không tạo ra một bi kịch từ tình hình hiện tại tôi tin rằng đây là một bi kịch cho nền văn minh phương tây cho hệ thống trật tự thế giới phương tây vốn dựa trên các nguyên tắc toàn cầu hóa mà người mỹ đưa ra những nguyên tắc đó đã hoàn toàn mất uy tín không đáng tin cậy không thể được tôn trọng và áp đặt lên những người khác ngoại trưởng nga nhấn mạnh các nước khác chưa đưa ra phản ứng về phát ngôn của ông sergei lavrov Thưa quý vị, chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga phát động tại Ukraine trong suốt 10 tháng qua không chỉ tác động tiêu cực đến các bên tham chiến trực tiếp, mà còn gây ra nhiều hệ lụy xuyên biên giới như giá cả nhiên liệu tăng kỷ lục hay hàng tỷ người đã và đang phải đối mặt với khủng hoảng chi phí sinh hoạt toàn cầu. Tuy nhiên, ở một phía cảnh khác, liên quan đến căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc xung quanh vấn đề về đảo Đài Loan hiện nay, Ngoại trưởng Mỹ anthony Blinken hôm 6 tháng 12 cho rằng sự ủng hộ mạnh mẽ của quốc tế đối với Ukraine trong cuộc xung đột đối với Nga có thể đã tác động đến suy nghĩ của Trung Quốc về hòn đảo này phát biểu trên được đưa ra trong cuộc họp báo với bộ trưởng quốc phòng mỹ và các người đồng cấp úc do đài cnn đưa tin Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, Mỹ quyết tâm duy trì hòa bình và ổn định eo biển Đài Loan, đồng thời chỉ ra rằng sự ủng hộ mạnh mẽ cho Kiev sẽ hỗ trợ mục tiêu đó. Bình luận của vị quan chức là phản ứng về lá thư của Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Josh Hawley gửi cho ông Blinken. Nghị sĩ Hawley đã bày tỏ mối lo ngại về các báo cáo cho rằng việc Mỹ chuyển vũ khí cho Ukraine đang cản trở Washington ngăn chặn viễn cảnh xung đột đổ ra ở châu Á, bằng cách cung cấp cho Đài Loan những vũ khí cần thiết trước mối đe dọa quân sự. Ngoại trưởng Blinken nói, ông không thể bình luận về vấn đề hệ thống vũ khí, nhưng bác bỏ lập luận của nghị sĩ Hawley rằng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ, Đài Loan quan trọng hơn Ukraine. Tôi nghĩ Trung Quốc đang theo dõi rất cẩn thận những gì xảy ra Ukraine, theo dõi phản ứng của Mỹ và các nước trên thế giới. Ông Blinken phát biểu trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Lars Austin và những người đồng cấp Úc. Ông Blinken nhận định rằng Bắc Kinh đã nhìn thấy các nước hợp tác với nhau theo những cách phi thường nhằm đảm bảo rằng Ukraine có những gì họ cần để tự vệ, các lực to lớn lên Nga để chấm dứt hành vi gây hấn của Moscow, đồng thời cũng đảm bảo Mỹ đang tăng cường khả năng tự vệ của NATO trong trường hợp xung đột lan rộng. Và tôi nghĩ những phản ứng đó có tác động đến suy nghĩ của Trung Quốc về tương lai và những gì họ tính toán với đảo Đài Loan, đài CNN dẫn lời ông Blinken cho hay. Mỹ khẳng định không thay đổi chính sách buộc Trung Quốc dù không thiết lập quan hệ chính thức, Mỹ tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Đài Loan dựa theo đạo luật quan hệ Đài Loan. Trong đó yêu cầu chính quyền Mỹ giúp Đài Bắc tăng cường năng lực phòng vệ đáp trả lại các động thái phiêu lưu quân sự của đại Lục. Không dừng lại ở đó, theo Reuters đưa tin, Quốc hội Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu cho dự luật chính sách quân sự mới vào ngày 8 tháng 12. Đáng chú ý, theo dự luật quốc phòng mới này, Washington có thể dành đến 10 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ an ninh và cung cấp vũ khí cho đảo Đài Loan. Đạo luật ủy quyền quốc phòng hàng năm hay còn gọi là NDAA bao gồm các biện pháp trừng phạt trong trường hợp Đài Loan và Trung Quốc xảy ra xung đột quân sự đáng kể và một đề xuất nên coi Đài Loan là một đồng minh ngoài NATO. Ủy ban quân sự của Lưỡng viện Hoa Kỳ đã công bố NDAA vào cuối ngày thứ Ba, 6 tháng 12. Dự luật chính sách quân sự trị giá 858 tỷ đô la Mỹ này sẽ dự kiến được Quốc hội thông qua và ký thành luật trong tháng này. Những điều khoản về Đài Loan trong đạo luật sẽ cho phép Washington tài trợ quân sự cho Đài Loan 2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm từ năm 2023 đến năm 2027. Ngoài ra, trong đó còn có một khoản vay tài chính quân sự được bảo lãnh để đẩy nhanh việc mua sắm vũ khí cho Đài Loan và thiết lập một chương trình đào tạo mới để cải thiện khả năng phòng thủ của quân đội Đài Bắc. Trong khi đó, Trung Quốc luôn xem Đài Loan là lãnh thổ của đại lục và đã nhiều lần tuyên bố sẽ thống nhất hòn đảo. Hồi tháng 9, Bắc Kinh đã phản ứng gây gắt trước việc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua luật mở rộng hơn về vấn đề Đài Loan, bất chấp sự việc có thể làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương ở một căng thẳng khác liên quan đến mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Thưa quý vị, theo Kyodo News dẫn nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản hôm 7 tháng 12 cho biết, nước này đang xem xét mô tả các động thái quân sự của Trung Quốc là một thách thức đối với trật tự quốc tế. Cụ thể, Tokyo có kế hoạch coi Trung Quốc là thách thức đối với Nhật Bản và các nước có cùng quan điểm cũng như trật tự quốc tế trong chiến lược an ninh quốc gia của nước này. Văn kiện sẽ được sửa đổi cùng với hai tài liệu liên quan đến an ninh khác vào tuần tới. Theo một số nhà lập pháp của đảng Dân Chủ Tự Do tại Nhật Bản, việc đề cập đến Trung Quốc theo cách mô tả nói trên nhằm thể hiện nhận thức về cường quốc mới nổi, dù có thể khiêu khích Bắc Kinh. Tuy nhiên, nguồn tin cho hay, trong chiến lược phòng thủ quốc gia của Nhật Bản, một tài liệu trực thuộc chiến lược an ninh quốc gia có thể đề cập đến việc Trung Quốc bắn tên lửa đạn đạo vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản hồi tháng 8 vừa qua như một mối đe dọa. Theo Kyodo News, Kế hoạch nói trên của chính phủ Nhật Bản dường như đi ngược với mong muốn duy trì đối thoại với Trung Quốc sau khi hai nước này tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên sau gần 3 năm hồi tháng trước. Giữa lúc đó, căng thẳng tiếp tục bao trùm khu vực Trung Đông khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành nhiều cuộc tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào lực lượng dân quân người Kurd ở phía bắc Syria. Trong bối cảnh đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA vừa cảnh báo cứng rắn người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ rằng các cuộc pháo kích và oanh kích mà Ankara tiến hành gần đây đã đe dọa đến lực lượng Mỹ. Trang Axios dẫn hai nguồn thạo tin cho biết. Theo Axios, Thổ Nhĩ Kỳ đang phát động chiến dịch tấn công trên không ở Bắc Syria sau khi xảy ra vụ nổ rúng động Istanbul ngày 13 tháng 11 mà Ankara đổ lỗi cho dân quân người Kurd là thủ phạm đứng sau. Đến nay không có bên nào nhận trách nhiệm trong vụ việc. Lực lượng dân chủ Syria SDF với đa số thành viên là người Kurd và tổ chức được Mỹ hậu thuẫn đã phủ nhận mọi cáo buộc. Tương tự tổ chức đảng công nhân người Kurd PKK cũng nói họ không liên quan. Mỹ lo ngại chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ leo thang và mở rộng thành tấn công trên bộ, đe dọa sự an toàn của binh sĩ Mỹ và các đồng minh kỳ khi họ sát cánh chiến đấu với chiến binh IS ở Syria. Mỹ có khoảng 900 binh sĩ ở miền Bắc Syria, hầu hết đóng quân tại các căn cứ của lực lượng SDF. Washington đã gây áp lực với Ankara thông qua nhiều kênh đối thoại ở các cấp độ khác nhau, kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngừng cuộc không kích và từ bỏ chiến dịch trên bộ, trang tin Axios cho hay. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nói chuyện với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, tướng Mark Bali cũng đã nói chuyện với người đồng cấp vài ngày trước đó. Lý do khiến Mỹ gia tăng áp lực buộc Thổ Nhĩ Kỳ ngừng các cuộc tấn công ở miền Bắc Syria là vì cuộc oanh kích hồi tuần trước của Ankara đã tấn công mục tiêu các binh sĩ Mỹ chưa tới 500 mét. Điều đó đã thúc đẩy một cuộc gọi giữa ông William Burns, giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ ông Hakan Fidan. ASEAN đã dẫn hai nguồn tin thân cận cho biết ông Burns đã dùng lời lẽ cứng rắn Cảnh báo ông Fidel rằng cuộc oanh kích ở Syria khiến quân đội Hoa Kỳ gặp nguy hiểm. Giám đốc CIA kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ hãy ngừng lại kế hoạch tấn công trên bộ. Về các diễn biến nói trên, hiện Nhà Trắng và CNA từ chối bình luận. Thưa quý vị, giữa lúc trật tự thế giới có nhiều biến động, nhiều nước đã liên tục tăng cường khả năng phòng thủ tiến hành tập trận. Theo Tân Hoa Xã mới đây đưa tin, Israel vừa cho biết đã kết thúc một cuộc tập trận chung trên không với lực lượng không quân vũ trụ và hải quân Pháp ở biển địa Trung Hải. Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố, trong cuộc tập trận được gọi là làng gió phương Đông, tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp, xoài hạm của hải quân Pháp đã đến biển Địa Trung Hải mang theo bốn máy bay Rafale của Pháp, tuyên bố cho biết các phi công của Israel và Pháp đã bay song song trong khi thực hành các cuộc tấn công chung và chống lại các mối đe dọa từ trên không. Tuyên bố nói thêm rằng cuộc tập trận là một cột mốc quan trọng trong hợp tác chiến lược giữa lực lượng không quân Israel và lực lượng không quân vũ trụ và hải quân Pháp để cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu của họ theo tuyên bố cuộc tập trận là một phần của một số cuộc tập trận quốc tế mà quân đội israel đã tiến hành sự kiện diễn ra một tuần sau khi các lực lượng vũ trang của israel và mỹ hoàn thành các cuộc tập trận quy mô lớn mô phỏng các cuộc tấn công nhằm vào chương trình hạt nhân của iran Tiếp tục chương trình mời quý vị cùng đến với một số tin tức xã hội nổi bật hôm nay. Thưa quý vị, Cuba vốn là nơi sinh ra các võ sĩ quyền anh hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, các nữ võ sĩ tại đảo quốc vùng Caribe vẫn bị cấm thi đấu nhiều thập kỷ qua. Theo Reuters dẫn lời một thông báo mới đây, Havana cho biết sẽ hợp pháp hóa sự tham gia của phụ nữ trong môn thể thao này. Hãng tin Reuters cho hay trong thông báo hôm 5 tháng 12, các quan chức Cuba cho phép phụ nữ tham gia các giải đấu quyền anh, lần đầu tiên từ sau cuộc cách mạng của Fidel Castro năm 1959. Tại một cuộc họp báo, sau khi công bố quyết định hợp pháp hóa sự tham gia của phụ nữ trong môn quyền ảnh, Phó Chủ tịch Viện Thể thao Cuba, ông Ariel Sainz, kỳ vọng quyền ảnh nữ sẽ mang lại huy chương cho Cuba trong thời gian tới. Ông Sainz cũng cho biết với bộ luật gia đình được phê duyệt gần đây của Cuba, đã có những quy định nhằm xóa bỏ sự phân biệt đối xử với phụ nữ và cung cấp nền tảng pháp lý cho động thái này. Được biết, trước đây phụ nữ tại Cuba được phép tham gia đấu vật, cử tạ, karate, taekwondo và judo, nhưng lại bị cấm thi đấu quyền ảnh. Việc bổ sung môn thể thao này trở thành tin vui cho nhiều phụ nữ. Họ đã tập luyện trong nhiều năm nhưng phải rời đảo quốc nếu muốn được thi đấu. Tôi muốn tập luyện với hy vọng phụ nữ sẽ được phép tham gia quyền Anh, nhưng thời gian trôi qua và động lực trong tôi bắt đầu tắt dần. Bây giờ tôi rất vui với tin này vì tôi muốn giành được huy trường tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Theo Reuters, vào năm 2009, Ủy ban Olympic Quốc tế IOC thông báo rằng phụ nữ có thể bắt đầu thi đấu môn quyền Anh tại Thế vận hội. Ba năm sau, đã xuất hiện những vợ sĩ nữ đầu tiên thi đấu tại Thế vận hội London năm 2012. Cùng lúc đó, không khí Giáng sinh gây căng dụng dịp ở nhiều nơi trên thế giới. Thưa quý vị, Giáng sinh là dịp để các cửa hàng kinh doanh tại thành phố New York đắt đỏ và sầm uất nhất của Mỹ đua nhau trang trí. Theo Reuters, những cây thông xanh, cây tuyết, ông già Noel cùng khung cửa kính rực rỡ ánh đèn đã thu hút người dân đến tham quan mua sắm. Chuỗi cửa hàng bách hóa Avenue phát động chiến dịch quảng bá hoành tráng cho mùa Giáng sinh năm nay với 6 khung cửa kính sử dụng công nghệ trình chiếu giới thiệu các sản phẩm cùng sự xuất hiện của nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ lừng danh Ethan John qua thông điệp những món quà Giáng sinh ấm áp đồng hành cùng QS Ethan John. Theo đó, cửa hàng sẽ quyên góp 1 triệu đô la Mỹ từ doanh số bán hàng cho quỹ từ thiện EJAF. Trong khi đó, nhà bán lẻ Backrop Goodman mừng mùa lễ hội cuối năm bằng thông điệp Magic in the Marking biến những khung cửa kính trưng bày thành các tác phẩm nghệ thuật ấn tượng. Thương hiệu hàng tiêu dùng Masi giới thiệu chủ đề kịp lập cho yêu thương trong mùa lễ Giáng sinh năm nay với công nghệ tương tác trực tiếp từ các ô cửa kính tạo ra chuỗi chuyển động của các vật trang trí. Blue Mind tập trung vào hiệu ứng ánh sáng được tạo ra bởi những quả cầu disco và các hoạt động thể thao giải trí mùa đông. Một thông tin thú vị khác, thưa quý vị, theo Reuters đưa tin, một người thợ rèn tại thị trấn ven biển Vina del Mar của Chile đã nỗ lực giải cứu những chú ong đang xây tổ ở các khu dân cư trong thành phố và vùng ngoại ô. Anh Angel Nieto còn thiết kế một không gian sống yên bình hơn cho loài côn trùng này. Hãy cùng chúng tôi gặp gỡ người đàn ông ấm áp này nhé! Chia sẻ với Reuters, anh nói mình bắt đầu giải cứu các tổ ong sau khi nhận được cuộc gọi từ lính cứu hỏa vào năm ngoái điều đặc biệt là trong quá trình giải cứu anh không sử dụng các thiết bị truyền thống như mũ có lưới để bảo vệ mặt hay găng tay thay vào đó anh lấy tổ ong bằng tay không và đặt chúng vào tổ ong bằng gỗ sau đó những chú ong sẽ được đưa đến một nơi đặc biệt mà nito đã thiết kế để chúng có thể bắt đầu một cuộc sống bình yên hơn đây là không gian chúng tôi thiết kế dành cho các bầy ong ở đây chúng có thể được tự do không ai có thể gây hại chúng anh nito nói về nơi ở của loài ong các nhà khoa học và chuyên gia ở Chile cảnh báo quân thể ong của đất nước đang bị đe dọa do con người sử dụng thuốc trừ sâu và tình trạng nóng lên toàn cầu. Đài NSK hôm 7 tháng 12 dẫn lời cơ quan năng lượng quốc tế IEA cho biết, năng lượng tái tạo dự kiến sẽ vượt qua thang đá để trở thành nguồn phát điện lớn nhất toàn cầu vào đầu năm 2025. IEA cho biết trong báo cáo hôm 6 tháng 12 rằng, công suất năng lượng tái tạo toàn cầu dự kiến sẽ tăng 2.400 GW trong giai đoạn từ 2022 đến 2027, con số này được tương đương với tổng lượng điện được sản xuất bởi năng lượng mặt trời, gió và các nguồn năng lượng tái tạo khác trong 20 năm trước. Báo cáo lưu ý, giá điện và khí đốt tăng cao do xung đột ngang Ukraine đã thúc đẩy các nước chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Báo cáo cũng nói thêm, không chỉ các quốc gia châu Âu mà cả Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ đang thúc đẩy triển khai năng lượng tái tạo nhanh hơn so với kế hoạch trước đây. Giám đốc điều hành IEA Fatih Pirol nhấn mạnh, năm năm tới sẽ là bước ngoặt lịch sử hướng tới một hệ thống năng lượng sạch hơn và an toàn hơn. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.